Thưa quý vị trong những ngày qua ở tại Việt Nam cũng như trên thế giới nổi đình nổi đám nhất là cái vụ đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc có thể nói là một lần nữa bị chặt. Nếu chúng ta nhớ là năm 2016 à, vụ này à, đã được Philippines kiện ra Tòa trọng tài quốc tế và 2016 thì Tòa trọng tài quốc tế tuyên bố đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc mà chiếm gần như là 90% biển đông là bất hợp pháp nhưng Trung Quốc bác bỏ cái chuyện này và họ vẫn tiếp tục nói rằng đây là cái chủ quyền của họ như quý vị thấy trên màn hình đó coi như là cách là tới giá tới Malaysia luôn cách cả ngàn hơn một ngàn bốn trăm cây số từ Hải Nam xuống đó nghĩa là Trung Quốc ngang nhiên đặt ra cái đường lưỡi bò chín đoạn quý vị thấy chín đoạn như vậy đó nói là chủ quyền của mình thì nó lại ngược với cái uh, quy ước và luật biển năm 1982 và quý vị thấy nó liếm vào cả hai cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines cũng như một ít của Malaysia, rồi Indonesia, rồi Brunei. Đã đại khái như thế. Thì vừa rồi nó có hai cái sự kiện ở Việt Nam. Thực ra là ba cái. Cái nhất đó là cái phim Barbie của hãng Warner Brothers của Mỹ sắp sửa chiếu vào ngày 21 tháng 7. Thì trong đó nó có bản đồ của cô Barbie. Nó gọi là cái bản đồ thế giới của cô này. Trong đó nó có cái biểu hiện cho thấy là có đường lưỡi bò. À, thì Việt Nam phát hiện ra và họ cấm. Này họ cấm. Đây là trên màn hình quý vị thấy là cái phim đó rồi cái thứ nhì nữa là họ phát hiện ra là cái công ty imi tổ chức cái sự kiện là ban nhạc blackpink của nam hàn uh, hát ở sân mỹ đình hà nội cũng như sài gòn thì công ty này cũng từng uh, ủng hộ đường lưỡi bò chín đoạn thì hiện nay thì vé là bán hết rồi nhưng mà việt nam đang cân nhắc có cấm trình diễn hay không chưa biết cái chuyện thứ ba nữa là cũng trong thời điểm vừa qua thì việt nam phát hiện ra một cái phim có tên là Fly to You ở Việt Nam dịch là hướng gió mà đi cũng của Hollywood làm nhưng mà chiếu trên uh, Netflix hệ thống Netflix trong đó cũng có đường lưỡi bò chín đoạn thì Việt Nam việc cấm cái phim này yêu cầu gỡ những cái đoạn mà video trong đó có đường lưỡi bò thì cái phim này đó thì nó nói về cái cuộc đời của những phi công và những cái gọi là hoa tiêu lái máy bay và những người làm công việc trên máy bay chứ chẳng có gì hết nhưng mà trong đó nó có đường lưỡi bò chín đoạn còn cái phim Barbie đó thì là nó nói về cái thế giới của cô Barbie trong một thế giới yên bình hoàn hảo. Bây giờ cô đi xuống một thế giới trần thế, tức là nơi mà gọi là có những cái xung đột với nhau đó. Thì trong đó nó có cái đường lưỡi bò đó. Mà thực sự ra thì đó là ba cái câu chuyện mà Việt Nam cấm Thì sau đó hãng Warner Brothers họ có nói rằng là cái này thì chỉ thực ra là chỉ làm cái hình vẽ của một đứa bé Nó vẽ bậy bạ bằng phấn chẳng có ý định gì cả nhưng mà Việt Nam và các nước khác thì vẫn không đồng ý Bây giờ xin bác kỹ thuật cho coi lại cái laptop của tôi để quý vị coi cái đường lưỡi bò chín đoạn Nó như thế nào Rồi tôi sẽ coi cho đây Quý vị thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đoạn Quý vị thấy là màu đỏ Đó, Nó lấn vô những những cái vùng này Qua cái hình thứ nhì quý vị thấy đây Đây là cái hình mà thế giới của cô, Mary, của cô Barbie Thì đây cho thấy là viết là châu Mỹ này vẽ ngoạch ngoạc đây là nam mỹ này châu phi này châu úc này châu, úc này, châu âu này và đây châu á có chữ asia có vị theo thì đây nó có đường này ra đây đường này nếu chúng ta nhìn đếm lại nó chỉ có 8 đoạn thôi chứ không phải 9 đoạn tôi bảo cái này có 8 đoạn sao nhưng mà không việt nam với mấy nước bảo không anh vẽ tám đoạn như vậy là anh cũng âm mưu vẽ chín đoạn nhìn vô đây là cái vùng này là không chấp nhận đây đây là cái chỗ này cái chỗ gây tranh cãi Đó, vị vì sao thì bởi vì đây ấy, nó là cái điểm mà rất quan trọng đối với Việt Nam và Philippines và các nước khác. Đây nó là hình thức mà theo phía Việt Nam cho là Trung Quốc nghĩa là hoặc là Hollywood tìm cách thừa nhận cái chủ quyền Trung Quốc dựa trên cái đường lưỡi bò. Mặc dù đây chỉ có 8 đoạn thôi nhưng mà nó là nói vậy. Nói chung cái chuyện nhạy cảm là anh không được có một tí tí nào, có tí tí gì là người ta còn suy luận ra. Đó. Thế thì bây giờ cái chuyện đã xảy ra như vậy. Nó gây tranh cãi như vậy. Bên Warner Brothers nói như thế nào người ta vẫn nhất định không chịu không chịu thì bên phía Philippines bây giờ họ cũng đang cân nhắc là có thể họ cấm cái phim này đó một số vị thượng nghị sĩ của Philippines như nãy quý vị thấy trên màn hình đó là họ nói rằng là phim này phải dẹp ví dụ như ông thượng nghị sĩ Francis Tolentino ông yêu cầu cái cơ quan mà kiểm duyệt phim phải chất đứng cái phim này ông nói với CNN Philippines đó, là phim này nếu mà chiếu ở trong nước như vậy đó là thừa nhận cái chủ quyền của Trung Quốc và coi thường cái chủ quyền của Philippines Ông nói rằng cái này không chỉ là bất hợp pháp Đối với Cộng hòa Philippines Mà nó còn ngược với lại Những gì mà đất nước chúng ta chiến đấu Để mà đạt được Qua cái gọi là tòa trọng tài quốc tế vào năm 2016 Thì quý vị biết đó năm 2013 Philippines nộp đơn kiện ra tòa thì 2016 tòa trọng tài mới xử ở bên LH Nhưng mà sau đó Trung Quốc bác bỏ như tôi nói đó Và Việt Nam vào khoảng tầm năm 2019 cũng đã từng tham dọa là sẽ nộp đơn kiện ra tòa cái vụ này hoan dạ thế chưa chưa nộp và cái điều này được ông ông Lê Hoài Trung lúc đó là thứ trưởng ngoại giao Việt Nam bây giờ là trưởng ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản Việt Nam thì đó là bên phía Việt Nam với lại Philippines phản ứng nhưng mà không ngờ chuyện này nó còn đi xa nữa ở hai nơi một nơi là bên Ấn Độ à Ấn Độ vào ngày 27 đến 30 tháng 6 vừa rồi thì hai ngoại trưởng của Ấn Độ và uh, Philippines đã họp ở bên New Delhi và họ đã, đã đưa ra một cái tuyên bố chung đó. ở trong đó Ấn Độ nói rõ là như thế này Ấn Độ Philippines nói rõ như thế này là những cái đường họ nhấn mạnh cái nhu cầu cần phải giải quyết những cái xung đột một cách hòa bình những xung đột và tranh cãi về biển Đông một cách hòa bình và dựa theo Luật quốc tế, đặc biệt là cái công ước luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 và cái phán quyết của tòa trọng tài năm 2016 liên quan đến biển đông trong vấn đề này. Thấy chưa? Khi mà Philippines và Ấn Độ, khi họ nói là họ không nói Trung Quốc nhưng họ nói cái vấn đề UNCLOS 1982 và nói phán quyết 2016, thì cái điều này nó phù hợp với lại Việt Nam. Bởi vì nếu quý vị để ý ra tất cả các tuyên bố của Việt Nam từ trước giờ ở Biển Đông họ luôn luôn nói hai điều. Thứ nhất, Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Điểm thứ hai, bất kỳ một cái giải quyết nào ở trên Biển Đông đều phải dựa trên UCLOS 1982. Có nghĩa là công ước và luật biển mà ông Phạm Bình Minh, cựu phó thủ tướng của Việt Nam cũng như là ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam cũng đã từng gọi là có thể gọi là hiến pháp của đại dương hay là hiến pháp của biển cả. Bởi dựa trên cái UCLOT 1982 đó. Mà Trung Quốc là một nước có ký vào trong chuyện này Việt Nam ký luôn mà giờ ông Trung Quốc đó, ông lại không chịu Bởi vì cái tòa trọng tài quốc tế năm 2016 Là họ phán quyết cái đường lưới bò chính đoạn bất hợp pháp này Dựa trên UCLOT 1982 Thấy chưa? Tức là bất lợi Trung Quốc Ông Trung Quốc, ông nước lớn, ông ỉ lớn lắm mà Tôi không quan tâm, mấy anh muốn xử sao xử Nhưng mà ông Ấn Độ bây giờ tự nhiên ông quay xe Ông nhắc cái chuyện này mặc dù không nêu tên Trung Quốc ông nhắc Trung Quốc 1952 và ông nhắc cái phán quyết 2016 là Trung Quốc dột rồi người ta không chắc là sau này Ấn Độ có thay đổi thái độ với Trung Quốc hay không nhưng mà năm 2016 đó khi mà tòa đưa ra cái phán quyết này đó, Ấn Độ im lặng Ấn Độ không nói và Ấn Độ nói rất là chung chung là các xung đột ở trên biển nên giải quyết một cách ôn hòa họ chỉ nói chung chung vậy thôi nhưng bây giờ 7 năm sau người ta thắc mắc tại sao Ấn Độ tự nhiên thay đổi quan điểm cùng với Philippines trong chuyện này thì người ta ngờ rằng là có cái xung đột đặc biệt vấn đề biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở dãy Himalaya sơn có đánh nhau thỉnh thoảng như thế và nhất là mới đây ông Narendra Modi thủ tướng Ấn Độ sang thăm Mỹ và được ông Biden tiếp đón rất nồng hậu chạy thăm đỏ thăm gọi là cấp nhà nước Ông Modi là người thứ ba được ông Biden tiếp đón cấp nhà nước trong năm nay. Thì có thể Ấn Độ đã thấy cái sự nguy hiểm của Trung Quốc bành trướng ở tại Biển Đông. Cho nên là Ấn Độ bắt đầu thấy cái quyền lợi của mình trong đó bị ảnh hưởng cho nên họ quay xe. Nhất là mới đây quý vị biết đấy, vào cái tầm khoảng giữa tháng 6, 19 tháng 6 rồi đúng hơn. Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đi sang thăm Ấn Độ và được Ấn Độ tặng cái tàu Cơ pin. Và cái tàu đó ngày hôm nay dự trù sẽ về tới Việt Nam Đó Câu chuyện này nó còn ảnh hưởng đến những ai là Như thế nào tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo Xin quý vị đừng để màn hình SCT Cảm ơn quý vị dưới màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247 tôi đang nói về câu chuyện đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc tự nhiên nó nổi lên khắp thế giới bởi vì sau khi Việt Nam tuyên bố mà cấm phim ba bì đó, thưa quý vị tất cả các cơ quan truyền thông lớn của Mỹ và thế giới đều đề cập đến tin này. Đâm ra Việt Nam được hưởng cái này, đánh đúng điểm luôn. Chống đường lưỡi bò chín đoạn Trung Quốc mà lát tôi nói tại sao chống. thì nãy tôi đã trình bày cho quý vị đó. Philippines cũng vào cuộc các cơ quan truyền thông lớn của thế giới vào cuộc và ấn độ cũng vào cuộc luôn bởi vì ông ấn độ là 7 năm sau tự nhiên ông quay xe ông thay đổi thái độ ông trung quốc trong cái chuyện này và quan trọng hơn nữa là trong tuần qua một số vị dân cử của đảng cộng hòa ở tại mỹ cũng lên tiếng vụ này và họ lên án luôn cả hollywood và cả trung quốc luôn đầu tiên hết là dân biểu Mike Gallagher của Đảng Cộng Hòa, tiểu bang Wisconsin ông này là chủ tịch cái ủy ban đặc biệt chống Trung Quốc mà do Hạ viện Hoa Kỳ mới thành lập sau khi Đảng Cộng hòa chiếm quyền kiểm soát trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái. Thực ra ở trong Hạ viện đã có ủy ban đặc trách về Trung Quốc rồi, bây giờ họ lập thêm cái ủy ban kiểm soát Trung Quốc. Thì ông Mike gọi là này đứng đầu. Thì ông mới viết cho cái anh mà Warner Brothers cái sáng mà sản xuất với Barbie ấy, Ông nói rằng như thế này Mặc dù đây chỉ là một cái bản đồ của Barbie Trong cái thế giới tưởng tượng thôi Nhưng mà sự kiện là đây nó là một cái hình vẽ Bằng phấn Có thể là Nó đi ra ngoài khuôn khổ Và nó vẽ một cái hình giống như là Trung Quốc tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp ở Biển Đông Hoặc có thể đây là một cái sự việc nào đó Mà Trung Quốc ép Hollywood để làm theo ý của mình À, ông nghi cái này và ông nói rồi Hollywood có thể là dưới áp lực làm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc hài lòng. Đó, nó nói tại sao? Đó. Và đó là cái lời của Gallagher nói. Rồi riêng uh, Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Đảng Cộng hòa tiểu bang Texas. Thì ông cũng lên án cái chuyện này. Ông nói rằng là đây là cái điều mà rõ ràng Hollywood làm hài lòng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi mà cho vẽ cái đường cái đường tám đoạn này, giống như đường chín đoạn bây giờ. nó chín đoạn mình vẽ bảy đoạn này cũng chết sáu đoạn cũng chết chỉ nói vẽ hai đoạn thì tôi có thể tha được mà mình vẽ tới tám đoạn thì người ta tưởng tượng là chín đoạn này, nó bảo là có âm mưu đúng không? bây giờ tôi để tám đoạn nó mốt anh lại làm cái phim khác anh để chín đoạn thì sao tôi chặt ngay từ bây giờ là như vậy đó thì ông cho rằng là ông Ted Cruz nha ông cho rằng là Hollywood làm hài lòng đảng cộng sản Trung Quốc và trong một tuyên bố thì ông viết như thế này là Nhân viên văn phòng có biết này là thượng người sĩ Ted Cruz trong nhiều năm đã đấu tranh để ngăn cản các công ty của Mỹ, đặc biệt là các hãng phim Hollywood thay đổi nội dung của mình để phù hợp với kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Riêng thượng nghị sĩ Massa Blackburn của Đảng Cộng hòa tiểu bang Tennessee và tweet là như sau: Barbie đang làm hài lòng Trung Quốc để kiếm tiền." <laughs> nói Thấy Riêng ông dân biểu Mark Green Của đảng Cộng Hòa tiểu bang Tennessee Thì ông này là một người chống Trung Quốc lắm Ông đang đề nghị Một cái dự luật mà theo đó Tất cả các công ty Làm phim của Hollywood Nếu mà nhờ Bộ Quốc phòng Mỹ giúp trong việc quay phim Thì phải ký vô văn bản Là không được làm hài lòng Trung Quốc trong vấn đề nội dung Tức là như thế này thưa quý vị, một số cái hãng phim họ muốn làm cái phim trường lớn Hoặc quay cái cảnh máy bay, bay bay hay là máy bay thả cái gì đó, có người thả Đôi khi họ phải nhờ đến bên quốc phòng Họ mới có đủ phương tiện Họ cung cấp Có thể họ tính một số tiền đó, cái chuyện này mình không biết nhưng mà Thường các hãng phim của Mỹ nhờ với quân đội, quân đội mới đủ phương tiện để giúp, đúng không? Ví dụ, ví dụ như là cái cảnh tàu ngầm đi xuống dưới để quay thì chỉ có chung, thì quân đội mới làm được thôi thì bây giờ cái ông Macron này đó ông yêu cầu ông đưa cái dự luật dự luật tới là bắt các công ty làm phim này khi mà anh nhờ quân đội thì anh phải cam kết lại không phục vụ Trung Quốc đó thì qua câu chuyện này chúng ta thấy nó có hai điểm ở đây cái điểm thứ nhất là đường lưỡi bò chín đoạn tại sao Việt Nam chống này mạnh mẽ và thế giới đứng về phía Việt Nam bởi vì cái chuyện này là ngay đúng là cái điểm yếu của Trung Quốc mà thế giới không chấp nhận một đất nước như vậy tự định đoạt cho cái chủ quyền của mình mà cái đường lưới bò chín đoạn này đó mà nếu trung quốc thành hình đó, thì nó sẽ đe dọa các cái giếng dầu của việt nam và đe dọa cái gọi là chủ quyền của việt nam năm 2014 mỹ ở trung quốc đã đưa giàn khoan 981 vào thềm lục địa việt nam và khoan dầu việt nam dân việt nam biểu tình dữ dội đốt nhiều nhà máy ở tại bình dương 2019 Trung Quốc cũng đưa những cái tàu khảo sát đi vô vùng biển bãi thứ chính ngoài khơi Việt Nam nhưng mà nằm trong vùng đặc quyền khai thác kinh tế của Việt Nam. Việt Nam phải đưa tàu Quang Trung ra để mà đuổi. Nhưng Việt Nam chỉ đuổi được thôi không làm được cả bởi vì Trung Quốc mạnh quá. Với lại Việt Nam không làm mạnh tay được làm mạnh tay Trung Quốc siết biên giới hoặc là đánh nhau trên biển nó cấm ngư dân này kẹt. Nhưng mà trong chuyện này về mặt ngoại giao Việt Nam là mạnh. Đó là mạnh, phản đối không cho chiếu phim này, không cho chiếu phim này tất cả cái gì liên quan đường lưới bò đoạn là chặt hết thì nó gây cái sự chú ý của thế giới chính vì như vậy giờ cả thế giới đứng vô chặn danh trung quốc này coi như có lợi cho việt nam đó là mình nói về vấn đề chủ quyền còn vấn đề tiền bạc hollywood đó, thì các chính trị gia họ nghi ngờ mà đặc biệt quý để ý đây là các chính trị gia dân Bộ uh, cộng hòa không thì thưa quý vị nó có hai chuyện trong đây nó trong cái chuyện phần thứ hai nó có hai chuyện trong đó là chuyện thứ nhất là người ta nghi là hollywood chỉ lo kiếm tiền bởi vì thị trường trung quốc quá lớn cho nên có thể là cán bộ thuyền giáo Trung Quốc yêu cầu các anh Hollywood Anh làm gì đó nhẹ nhẹ cho tôi thôi, ngày mai tôi là bằng chứng Là đây anh chiếu Việt Nam đây Anh thấy không sao anh không phản ứng Đó chẳng hạn Netflix chiếu cái phim mà hướng tới mà đi chẳng hạn Trong đó có đường lưỡi bò chính đoạn Tại sao anh để cho dân anh coi mấy tháng này mà không nói Tức là anh thừa nhận cái chủ quyền của tôi dựa trên đường lưỡi bò chính đoạn Đó cái kiểu cái kiểu Trung Quốc chơi Mà cái này chúng ta không lạ là Trung Quốc Việt Nam giống nhau một cái nền văn hóa đạo khẩu là chuyên môn chơi những cái trò trẻ con những cái trò mà gọi là mưu mẹo, mưu mẹo đó, họ hiểu nhau hết, họ biết cách à? Việt Nam cũng biết cách của Trung Quốc chơi cái này, giống như ngày xưa chúng ta hay nghe những chuyện chặng trình đó, đi qua bên kẻ mấy ông đi qua bên tàu đến Trung Quốc á, bắt chui qua cái lỗ đó, không, chui qua cổng nhỏ thì phải tìm cách đi, vào làm sao không chui qua, Bởi chui qua là thay mái bảo ông anh chui tại dưới tôi đây, dưới hãng tôi để ví dụ vậy đó, không cần biết, đó cái kiểu như vậy đó. Thì trường hợp này Việt Nam cũng nghi ngờ cái chuyện đó Thành ra đó là Việt Nam chống Chống thì các nước á Nó nghi là anh Hollywood này Làm tiền, kiếm tiền Giống như bà Masha Blackburn, thư ký sĩ của Chủ bác sĩ bảo là Barbie là đang làm hài lòng Trung Quốc để kiếm tiền Đó là chuyện thứ nhất Bởi vì dễ lắm Tuyên giáo Trung Quốc cho hề Anh muốn cái phim này vô phải không Anh làm sao cho một vài cái Làm sao cho thấy cái Nhá nhá được lưỡi bỏ đừng nhá hết Nhá hết biết có theo Hollywood là làm đó. Điểm thứ hai đó là quý vị để ý, ý Hollywood là cái ổ cung cấp tiền cho đảng dân chủ. <laughs> Thành như ông bà Cộng Hòa đó mà nhân vụ này quánh luôn. Tự nhiên cái ông Việt Nam cho ông Cộng Hòa đạn bắn, bắn mêu dân chủ. Cho nên là bên Cộng Hòa họ dập đến quý vị bốn vị dân cử tôi đề cập toàn là Cộng Hòa không ạ? À? Bởi họ biết đây là cái ổ cung cấp tiền cho đảng dân chủ bởi Hollywood là theo đảng dân chủ họ cung cấp tiền các nhà làm phim các làm phim là cung cấp tiền cho đảng dân chủ trong các cuộc bầu cử thành ra cộng hòa mới dập ở cái chỗ này bảo à anh làm hài làm trung quốc để nay mai nhà phim này mà có chi tiền cho đảng dân chủ đó thì bên cộng hòa tố cáo dân chủ à anh ăn tiền trung quốc thấy không đó thì ở đây nó có cả hai thứ nó vừa là chính trị mỹ mà vừa là chính trị thế giới vừa là chính trị việt nam đủ thứ nhưng mà chung quy lại đó là cái hãng ba bì cái hãng warner brothers này đó mình không biết họ ăn tiền trung quốc không mình không biết nhưng mà khi họ làm cái phim này có cái hình đó Việt Nam bắt được chuyện này thế là nó nổ to ra Là ông Trung Quốc bị mất mặt trong chuyện này Hôm trước khi mà hỏi chuyện này bà Mao Ninh phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bảo, bà, bà bảo là Đừng nên lẫn lộn văn hóa với chính trị vô đây <laughs> Ý bà nói là phim ảnh nó đâu dính gì chính trị đâu Nhưng biết đâu được anh dùng phim ảnh để mà anh tuyên truyền đó Thì đó là câu chuyện đáng chú trong tuần gửi đến cho quý vị Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình Chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào kỳ sau